Cái lý và sự nó hoàn toàn khác. Cái lý thuyết đó, sắc tức là không, không tức là sắc. Hả? Việt cộng là quốc gia, mà quốc gia là Việt cộng. Việt cộng là Việt Nam Cộng Hòa, có giống nhau không quý vị? Không. Cho nên á, nhiều cái ông thầy ông hiểu khi bác Nhã đó mà ông dạy điện tử đó là hòa hợp và giải dân tộc đi. Trong này tôi có một cái câu hỏi mà nãy đó, chúng tôi trả lời về đây là nó nói tôi đó, nó sinh ngày 30 tháng 4 năm 1975, nó tên là Nguyễn Thị Hòa Bình, nó ở vài ngày Hà Nội đó. Thì nó viết thư cho thầy qua cái mail mới tiếp này, nó là tại sao tôi đặt là Vũ Thị Hòa Bình, tại vì cái ngày đó là ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, viết thư vậy đó. Cho nên đó, bố mẹ nó, bố nó là coi như mới ăn mừng khi sinh đúng ngày 30 tháng 4, đặt tên là Vũ Thị Hòa Bình, cái đất nước Hòa Bình. Thì nó nói là một đứa bé nó lọt lòng lúc cái ngày đó Việt Nam hoàn toàn giải phóng, miền Nam được giải phóng, thì nó đó, thì nó cứ nghĩ là miền Nam giải phóng, nhưng mà miền Nam mình thì sao? Có một đứa nữa đó, thì cũng đẻ đúng ngày 30 tháng 4, thì ba nó đặt là Nguyễn Thị Phỏng Giái. Thì bữa nào đúng hả? Trong cái ngày 30 tháng 4 những người miền Nam Việt Nam có người nào đẻ ngày đó không? Làm sao không có, phải không? Thì cái người đó chồng đi cải tạo, tài sản bị mất, đúng không quý vị? Thì những người vợ, cứ như ông vợ Tăng Văn Quân đặt là gì? Nguyễn Thị Phỏng Giái. Như vậy đó, bên nào đúng đây? Tụi con hiểu chưa? Cho nên cái cuộc chiến này đó, họ biểu mình hòa hợp và giải dân tộc đó, tại sao thầy giờ này mà thầy vẫn còn đó là không chịu hòa hợp và giải, mà Việt Cộng nó đã hòa hợp và giải dưới dân tộc mình chưa? Cho nên nó hỏi thầy chừng nào thầy mới hết Chủng Cộng, tới chừng nào mà Việt Nam không còn có những người sống đầu đường xó chợ, ngày đó tôi hết Chủng Cộng. Ngày đó có không? Không có, cho nên cuộc chống hoài chống cho tới khi hết thở mà thôi, mà có tái sinh trở lại chống tiếp. Cho nên đó, cái vấn đề này nó nhức nhối lắm. Nó viết cái lá thư cho thầy, nó tên là Vũ Thị Hòa Bình, để ngày 30 tháng 4, ngày đó nó chỉ có một đứa nhỏ mới lọt lòng, gia đình bố mẹ nó mừng quá là khỏi có đi bê đi chết nữa. À, đi bê đó tức là khỏi bị đi quân dịch, đi quân dịch quân sự, ví dụ quân sự. Nhưng mà tôi nó hỏi là chúng tôi hỏi nó nè, ngược lại ngày đó những người cũng có những người miền Nam họ bị chồng con vào tù, tài sản tịch thu và bị cốt óc rủi ra về đường, thì họ đặt tên gì? Hả? Là Vũ Thị Phỏng Giái. Hả? Cho nên trong cái lý cái sự này đó mà hả, là y kinh diễn nghĩa là tam thế Phật quan. Cho nên những cái ông thầy mà ổng bị cái tư tưởng sắc tức là không, cái bầu hư không này á, ý của Phật nói nó khác. Cái giả mà sắc tức thì không, mà của cái người cái cộng sản là quốc gia cộng sản là cái nhìn của tà kiến, của chúng sanh tánh, chứ không phải là Phật tánh. Mà trong kinh Phật giảng cho các hạng Bồ Tát, cái bài kinh này đó là Đức nói về cuộc đời Đức Quan Âm. Mà nếu mà cái bây giờ hỏi quý vị nè, chuông và mỏ giống nhau không? Hả? Chuông là chuông, mỏ là mỏ. Mà bây giờ đó, nếu mà không có cái bầu hư không này thì làm sao hiện ra là những cái vũ trụ tinh tú, mặt trời, mặt trăng? Cho nên ý Đức Phật nói là nhờ có cái bầu hư không này nó trống rỗng, cho nên nó hiện ra những vật có hình tướng. Mà nhờ có những cái vật hình tướng nó mới hiện ra là cái vật hư không không có hình tướng. Mà nhờ có cái hình tướng cho nên mới lòi ra cái hư không là cái bất sanh bất diệt. Mà nhờ có cái bất sanh bất diệt mới lòi ra cái là bị sanh diệt. Hiểu chưa? Cái Phật tánh là cái bầu hư không, mà cái Phật tánh nó trước cái ma tánh. Cái bầu vũ trụ này nó là chân không. Cho nên trong kinh ấy, hư không có thể tiêu tan, làm sao mà hư không tiêu tan? Mà nguyện con kiên cố không hề lung lay. Được không? Hư không không thể nào tiêu tan được. Mà tại sao trong kinh Phật nói là hư không có thể tiêu tan? Cho nên là Phật nói cái chỗ mà cái lý sự của sắc và không này đó, nếu mà không có cái phản hư không này thì có mặt trời, mặt trăng và solar system universal không? Không có. Nếu mà không có cái bầu hư không này, có chỗ để mà xây dựng ra những lầu đài tượng Phật không? Nếu mà không có bầu hư không này thì có lòi ra những cái hình tượng không? Mà nhờ có bầu hư không này, nó là gì? Nó chứa tất cả những cái mà cái tướng hư vọng, nhưng mà nó không bao giờ hư vọng. Bởi vì thấy rõ không?
Cho nên cái chuyển sắc tức là không khống được sắc, nó là một cái trình độ trí huệ bát nhã mà gọi là diệu giác. À, diệu giác. Cho nên á, đừng có tưởng là chứng A-la-hán rồi đó là coi như là đạt tới cái cảnh giới nhiều lắm. Cho nên từng cái giai đoạn cái là giảng kinh, nó có nhiều bộ kinh không thể giảng được cái chứng sắc. Nhất là bộ kinh Quan Nghiêm Phật giảng cho các hàng Bồ Tát. Nói cái kinh Pháp Hoa này, nói cái bài kinh Bát Nhã và cái thiện tâm, ông mình cứ biết mà ngày nào cũng ngồi tụng rồi ông ngồi cứ tìm. Ông tìm cũng giải, ông cứ giải hoài mà nó cũng ra, đang ngồi nó lý sự nó đụng sụp rồi thôi. Đúng rồi, tôi biết ông à. Thành ra là ông cứ ngồi ông giải giùm tôi mấy cái đống rác của vô thiện để trong trà ông đi. Tốt hơn. Không, nó như vậy đó con, nhiều người họ làm dẫu cái này. Hồi xưa sư phụ cũng vậy. Hồi xưa sư phụ cũng vậy. Khi mình mới học Bát Nhã đó, thì mình thấy là sao? Mà chưa học Bát Nhã đó thì sao đó? Thấy núi là núi, sông là sông. Phải không? Mà khi mà bắt đầu vô tu hồi đó thì các bậc thượng dạy núi không phải núi, sông không phải sông. Mà ngộ đạo rồi thì núi sông vẫn là núi sông. Hồi chưa học đạo đó thì thấy gì? Hả? Mê vợ, mê con, mê tiền, mê bạc. Mà vô cũng thầy cũng dạy thời gian là con là... con là nợ vợ quan gia của nhà nghiệp báo. Mà tới khi mà mình bắt đầu mình bỏ vợ bỏ con á, mình muốn đi tu á, hả, cỡ như cái thằng mà vừa rồi nó đang đấu với vợ nó đó, thì tôi phải dạy lại, vẫn phải thương vợ, vẫn phải thương con, vẫn phải khó lắm. Tụi con hiểu thầy nói gì không? Khi mà mới vào chùa đó thì hòa thượng dạy sao, hả, đời là bể khổ, phải không? À, coi như là tu là khỏi phúc, tình là giới quan, thấy không? Tới hồi mình tu cho đã được đó thì ngày hỏi như là mới đầu thì mê mà ai cũng vậy. Giờ này những thành thanh niên á, như là giờ quan rồi giờ thầy dạy sao, đừng có bê gái nha con, ráng tu nha con, đời là khổ nha con, thấy không? Rồi sao bắt đầu khi nó ngộ đạo rồi á là bắt đầu nếp mai là nó chưa có vợ đó, không? Chứ khi những thằng kia nó nghe đã rồi nó thấm. Thấm bây giờ nó coi là con là nợ vợ qua gia cửa nhà nghiệp báo, cho nên nó vô nó trì chú, mà nó trì chú rất là mạnh, cho nên nước sôi nước nóng gì đó tụng được hết. Nhưng mà rồi sao bỏ thì bây giờ nó kẹt vào pháp rồi đó. Cho nên Phật dạy pháp cũng phải bỏ, huống chi là phi pháp, khổ lắm. Thì đứa cái thế này thì giảng thành không được, bởi vậy cứ nó hỏi rồi nó sư phụ dạy con vậy giờ sao đó. Nhưng mà bây giờ tôi phải dạy được lại, nghĩa là biết nó như vậy nhưng mà vợ vẫn là vợ, con vẫn là con, mà cửa nhà không phải là nghiệp báo, cho nên nó khổ lắm. Cái gì trong cái Bát Nhã này nó nói nó có cũng trật, mà nó không cũng không thúng nữa. Cho nên bắt có hình tâm không có lần quần trong đấu bài, ông ngồi suy diễn cái đấu bài lúc cuộc thôi, tôi đã dọn rác cho bác tốt hơn anh em. Để này khi thầy đứng vậy mà quý vị biết cái khổ của một vị thầy đứng ở thế này mà nhìn xuống, mình biết mỗi người nó có cái tư tưởng khác nhau. Tụi con nhiều khi á, tụi con thấy trong gia đình tụi con á, mà chú Tư hay là chú Tư có cái tình thương dân tộc, những người đã từng khổ vì cộng, rồi mình ủng hộ cộng hòa, mà có những đứa con nó được cái Biden, được Obama nó đào tạo, nó về nó đâm cho lưng mình tức lắm. Có không cái gì? Có. Như thiện hội sư phụ thế này cũng vậy, nhưng mà phải chịu sao bây giờ sao? Biết hết á. Rồi nó có những người mà nếu mà tôi không tôi sử dụng cái tâm mà thương ghét thì tôi không thể hội niệm được. Có những người họ đâm sau lưng tôi biết rõ luôn, thà là không biết biết hết, nhưng mà tới hồi họ lên trên đó mình vẫn phải cứu. Thì cái lúc đó là không làm sao mà nghĩ được, phải trở về với cái mà coi như là thương ghét không để lầm thì mới đạt được thôi. Còn nếu mà còn thương ghét để lầm là tôi cũng cách mấy là bà nó xuống địa ngục thôi, tại vì tôi đang khởi cái tâm thương và ghét khó lý cũng lắm. Cho nên cái phút mà hội niệm á, là tôi sợ nhất là cái đứa con nó phát tâm mà do cái mình muốn, bạn bè muốn chứ không phải nó muốn, thì lúc đó không đạt kết quả là chết tôi. Cho nên vừa rồi có xảy ra một cái đám ở trên bờ đó, cái đứa đó đó khi mà gia đình nó qua đời rồi đó thì hoàn toàn là nó không có muốn, nó không có muốn đi xuất gia. Nhưng mà nhóm hậu nè nhiều lắm, nhóm những nhóm hiểu đạo cứ phước nó biểu nó đi, thì trong đó có chú Tư là chú nhìn rõ được chuyện này. Chú nói cái đứa này nó không có phát tâm như là thằng Quang hay là Thảo,
mình muốn nó vượt biên mình vượt nó xuống tàu chứ nó không có muốn vượt biên, có lời đó không có gì và chết. Cho nên chủ tư cho nó thôi đừng dính vô, dính cái này là hại sư phụ, mà thật cái đó là hại sư phụ đấy chủ tư. Khi nó live stream rồi đủ thứ chuyện, cái người này họ không có muốn xuất gia, họ không có biết công đức xuất gia là cái gì, và họ không có biết cái thế giới cực lạc là cái gì, mà mình đẩy cho họ để tôi nhận lời, tôi nhận lời tôi qua tới nơi rồi, lúc đó tôi đứng bao nhiêu ống kính, bao nhiêu chuyện, lúc đó tôi làm live stream, tôi đâu phải là làm Facebook hay là làm YouTube để mà sửa đổi đâu. Thì tụng với nó có phải là hại tôi không, là hại bao nhiêu cái niềm tin. Cho nên quý vị ở từ nay đó, người đó muốn thì mình mới giới thiệu, mà người không muốn đó, mình mới đừng có bao giờ giới thiệu. Một cuộc hôn nhân mà nó không do cái người đó tự nguyện thì nó đưa tới địa ngục thôi. Ngày mấy quý vị? Bốn tháng 2 rồi. Bữa nay là coi như là 25 Tết phải không? 25 tháng chạp. Tức là chuẩn bị hết rồi phải không? Bây giờ khi mà thường á là khi tụng tụi con không, khi tụng Lăng Nghiêm là khác, là sư phụ không có nói, bữa nay sư phụ không có tụng. Bây giờ sư phụ kêu Hồng Đạt lên làm tụng Lăng Nghiêm cho thầy coi. Rồi tới buổi chiều nay tôi cũng sẽ kêu trong một trong những người trong clip này tôi kêu lên, mà tôi không biết ai là ai, tôi chỉ có thể tôi nói đông mà tôi thành là Tây, mà Tây thành là Bắc, hiểu chưa? Tại vì mình nói cho bà Hồng Trụ thì bà Hồng Trụ tới ngồi nó dạy cả rồi, thấy không? Thì những người kia đâu biết, chỉ ra nó là lòi ra vậy đó, thấy không? Cho nên á thì chắc chắn tại cổ biết cổ tụng rồi thì cổ sẽ ngồi cô vợ cổ điện giọng cho hát cho nó hay, nhưng mà tại nay là cô chỉ người khác, thấy không? Tức là tôi hơi hồ đồ một chút. Rồi bây giờ đó tôi ngồi đây bình thường tôi lắng tôi nghe thôi. Thật ra thầy không thể làm khó tụi con đâu. Từ xưa tới giờ sư phụ không có bao giờ mà sư phụ về sư phụ để cho đệ tử làm chủ lễ, có không? Nhưng mà tới lúc này á là ăn trộm dạy con. Thì từ lâu này sư phụ giống như là cái người là ăn trộm tối, ê lấy bao đi con, rồi vô cái là tôi đào lỗ, tôi khoét dắt, tôi giả chuột giả mèo vậy, tôi lấy trộm rồi xách về sáng đi bán. Thành thằng con thấy khỏe quá, tới lúc này tụi bay cũng phải là nhào vô tụi bay đào sư tường khoét dắt chứ không để mà tao làm hoài được, tao già rồi, hiểu chưa? Cho nên từ lúc này thấy bắt đầu sư phụ đi thăm mấy bà trong làng, họ xuống thăm tại vì thấy tụi con đã yếu rồi, thì muốn có những cái hình ảnh để rồi sang năm nhiều khi muốn có cũng không có. Tụi con có tin là sang năm sẽ có một số người đi không? Tụi con nhìn thì không biết người nào mà ngồi trên ghế cao rồi sắp đi hết ha. Cuộc đời nó có lúc lên hương và xuống chó, hiểu chưa? Nhưng mà trong làng người lên hương là sao? Lên chiếc hương linh đó,
nó nhà sơn thời có lúc này nó không được lên hương, muốn lên hương không? Tức là ngồi dưới này thôi, chân chưa đau, thấy không? Là chưa lên hương. Nhưng mà ngồi bắt đầu ngồi sắp ghế nhiều nhiều lại thấy lên hương, nhất là vợ chồng bác sĩ lên hương rồi đó. Thành ra tôi về mà chừng nào bệnh nó thích cái làng này mà ngồi ghế hết là nó xong rồi. Bắt đầu dẹp bùa đòn rồi thấy sắp lên hương hết rồi. Rồi nha, sư phụ không phải làm khó tụi con đâu mà để coi mình lớn tuổi rồi, con cháu của mình á, nó đã mọi trong cái Phật pháp nó có nhiều cái lãnh vực, và lãnh vực cái lãnh vực mà tụng trì nó cũng quan trọng, rồi cái lãnh vực mà thuyết pháp cũng quan trọng, rồi cái lãnh vực bây giờ trong này đó ông thể không á, thì kiểu ông lên ông tụng đó, ông không nhớ gì hết mà nói gì cái lên két chữ đó, ông vô ông coi tôi cái này đi, ông nhìn một cái tôi xem cái rồi nó là ông làm lại, nghĩa là không thiếu một chi tiết mà còn đẹp hơn cái nghề ông vậy. Ông thể không đó mà tôi chỉ xem một cái hình đó, con làm cái này như vậy cho sư phụ, rồi xem một cái rồi thôi, rồi không cần nữa, đi đích cũng được, là ông làm đẹp hơn, tức là cái khiếu của ông là về lên cái, thấy chưa? Đó rồi bây giờ sao? Mỗi một người nó có một cái năng khiếu, không có 10 đệ tử của Đức Phật, thập đại đệ tử không người nào giống người nào. Nhưng mà quý vị thấy bây giờ đó, tôi cũng nhìn lại đó, thì mình đó, nhìn đệ tử có trưởng thành chưa? Nếu mà nó trưởng thành rồi thì tôi có thể ra đi anytime. Trưởng thành chưa? Thành ra thấy mà tưởng nó tụng kỳ dịch chứ tôi còn sống lâu lắm. Hiểu là sao? Hồ đồ một chút. Thành ra thấy mà đệ tử lên mà nó tụng nó mà ngon lành đó, tức là tôi có thể bái bay vì nó đã trưởng thành rồi, có thể giao sự nghiệp cho nó rồi, nó có thể make payment, nó trả bill, phải không? Thì lúc đó tại vì nó đã đầy đủ rồi, nó ca hay, nó hát giỏi, nó làm đủ trò giỏi. Còn thế thì không, mà ổng lên, ổng hậu bao phục nguyện kiểu đó. Trưởng thành chưa? Chưa trưởng thành. Thành thấy được cái là cái lời tụng kinh nó rất là chân thật, tha thiết. Nhưng ngày hôm qua quý vị em thấy thương chỗ nào thương, nếu mà ổng lên ổng nói, nhưng dân qua rồi rất hay hỏi, vô chùa để làm gì vậy? Ăn no ngủ kỹ. Vậy mà cái thằng kia nó chịu. Cái thằng mà đâu có hỏi đó, con chịu chứ ông thầy mà, ông thầy giống ông Di Lặc á, hồi nào ông thầy mà nói vô chùa được cái gì, được ăn no ngủ kỹ. đi Tây Tạng học lạnh quá, qua Thái Lan thầy kia cũng không thể ấn chứng được, qua tới giờ học ngày Tinh Vân cũng không xong, mà cái ông thầy không ngốc cầu giùm thằng nó chịu, nó còn chịu cho ông thầy đó phục vụ chúng sanh và ăn no ngủ kỹ thôi. Thì sao? Cái tánh ông rất là trong, thấy thương, có ai cười ông không? Ủa ông tụng ai cũng thương cái tiếng, ông nói tại mình là ông dồn, ông tụng ông cái dồn không? Nhắc cồn đi. Tôi nhắm mắt mà tôi cái lỗ tai tôi nó nghe, ông giật giật kìa. Không nhắc, ông còn đứng bên mỏ mà nhắc rồi trang mấy. Ông không á là có một cái bài dở, cái bài dở để mà sắp hàng, để mà khi mà cầu an là cầu an, nhưng mà không, nó chết là tao sụn thâu lộn cho ông rồi, bữa nay là cầu siêu mà tôi lộn đưa cái bài cầu an nước chân ông sợ nó không giống gì hết đi, thành ra tội nghiệp. Nhưng mà cầu an thấy trả lời rất ngon không, thấy không? Được cái gì vui, cái gì vui vậy? Ăn no ngủ kỹ rõ ràng, 6 giờ cho ngủ mẹ đó rồi. Ăn no làm sao? Tôi cái lớn là không có tuổi à, mà đường lên thấy tôi thèm tôi dám ăn, đúng không quý vị? Như vậy anh kêu lên đó là tôi thấy là tôi thèm lắm, mà ổng nói đã là ổng ăn nữa làm tôi thấy tôi sợ ổng luôn, tức là chè là ăn thoải mái rồi nước ngọt á. Tôi đi một vòng tôi coi mấy cái tủ lạnh, tôi nói tủ lạnh sao mà để lòng vòng từ khắp nẻo đường của làng ở Di Đà, mở ra cái nào cũng có nước ngọt đó, sao kỳ vậy? Ai một thiền không, ổng để sẵn trong từng cây số. Có người cỡ tuổi 72 rồi mà nạp nước ngọt liên tục là ghê lắm quý vị. Bởi vậy ăn ngon ngủ kỹ, còn mình bây giờ mình thu ẩm tới chỗ mình không có tự tại với ổng. Tôi với thiền kêu mới bằng tuổi nhau mà thầy trò mình không dám tự tại với ổng đâu. Ổng đi chỗ nào mà ổng thèm, ổng dở tủ lạnh để trong dọc đường đều có nước ngọt ở trong đó, mà nước ngọt nghĩa là đường 100% nha, chứ không phải là đây hết. Thì ổng rõ ràng là ổng tự tại hơn sư phụ rồi, sư phụ cũng sợ chết. Thực ra ông giỏi chỗ đó thì ông độ, cái là ông kêu lên là mình nhát như hơn ổng, mình còn sợ đường cao rồi máu cao rồi, còn ổng đâu có, nghĩa là sao?
Rồi sao? Đối ăn khát uống mệt ngủ à? Như là ông nhìn ra chuyện có nhiều thiền là có chè. À, ông đang nói gì? Mình thấy có nhiều thiền là mình thấy khổ rồi. Thèm mà không được ăn. Thấy không? Như vậy là ông đệ tử, ông là sư phụ tôi đó. Ông có phước không? Ông có phước hơn sư phụ. Phải đúng ăn gì ăn à? Mà sư phụ ăn còn phải coi, tại vì còn bị bác sĩ thì ràng buộc. Thấy không? Cho nên á, khi mà thầy đưa những cái người này lên để coi con mình nó đã trưởng thành tới mức nào. Thấy không? Nhưng mà tôi á, chưa chắc tôi giảng là cái thằng bác sĩ kia nó chịu đó, mà ổng nói một câu gì mà thằng kia nó chịu đó. Con chịu thầy đó, thầy bữa nào con lớn còn học pháp cho ổng được rồi. Qua đây tử cho ở chung với ổng rồi ổng sẽ lộ. Xin là xin nó hút qua ở với ông này à. Mai mốt thấy có bác sĩ mà nó khăn gối vô đó, thì như thiện nhớ nha, là để ở với thầy thì không á. Hả? Thì tôi nói được rồi. Ông thấy ông thầy đó, nhà cửa thế nào cũng trời, nhà rộng rãi, đầy đủ hết ba phòng, mình nở bung, nghĩa là coi như là lép quynh, ra quynh gì đầy đủ hết. Ông đồ sao mà nói có mấy câu mà câu kia nói là con kết ông thầy đó rồi. Để không ráng chuẩn bị tinh thần nha, có đệ tử đó. Hả? Có đệ tử là bác sĩ đó. Chịu không? Dạ được, lên lo. Rồi nha, bây giờ đó thầy không thể làm khó đệ tử. Nhưng mà mình muốn biết cái chủng tử của tụi nó có cái gì. Phải không? À, cho nên á, sư phụ lo là để lại một cái sự nghiệp nó quá lớn. Phải không? Mà đệ tử thì càng ngày càng già mà hầu như chưa trưởng thành nhiều. Cho nên nó hy vọng là những người tăng ni của thầy đó không phải chùa làm khó đâu, mà vài bữa sư phụ già là bây giờ thầy cũng kéo hết mấy bà bên kia lên để biết trước khi mà mình phải biết đệ tử mình nó có đủ khả năng để mà nó đi tới đâu, để mà giao được sự nghiệp cho nó chứ không có gì hết. Còn nếu mà không có sẵn nó tới hồi đó mình làm sao, mình bao nhiêu tiền bạc họ đổ vô đây nè, cái làng này vừa 10 triệu đô la không có làm được, tụi con có tin không? Mà có làm tinh thần cũng không làm được nữa. Ở hiện tâm hồi xưa mình còn hăng lắm, kiểu là biết không sợ súng, thành hồi đó cái thầy trò mình đều là còn đang là trong thời kỳ là rất là hăng, mà cũng ghen kêu là biết không sợ súng. Chứ bây giờ có một người vô mua trả lời để mình mua bán rồi biểu mình đi làm là không có tinh thần để mà làm được. Bác ai đồng ý không? Đưa miếng rừng vậy là không có tinh thần mà làm ra cái này được hết rồi. Mà bây giờ đó, cái nỗi đau của một cái vị thầy mà đã hiểu đạo rồi đó, ngày qua tôi đang ngồi ở trên cái này tôi nói chuyện chút được không quý vị? Thực ra tụng kinh thì thế nào cũng tụng, mà thầy thì nhiều khi nó nóng máy, nhiều khi nói vậy nó hay hơn là lúc mà vô giảng, đúng không quý vị? Tụi con để ý khi nào mà thầy giảng pháp mà nó không nằm trong cái lịch trình đó, thì nó giảng cái đó là chân ngôn. Nãy giờ có bấm không? Ủa gì cũng khôn đó, nghĩa là hồ đồ đi. Chưa cái này lệnh là làm tức là khôn quá đó, nhưng mà nó đúng. Thì á, quý vị hiểu á, cái cuộc đời mà tu đó, mà cái người mà không hiểu đạo thì thấy hạnh phúc lắm, không thấy tội. Hồi qua tôi đang ngồi dưới ăn, thì cái phái đoàn của gia đình Minh Pháp á, thầy đang ngồi ăn vì dễ sợ lắm, thì đang ăn nhé. Có chú thiền vệ con anh đứng đó, một số người thì đường pháp lại nó quỳ xuống, nó cầm hai tay nó dâng lên cái bì thư. Trong cái bì thư đó là hai cái bì thư tôi nhớ, rồi tôi cũng chưa muốn đụng nữa thì tôi rất lo. Còn mới kéo cái nhà vô mà ngày hôm qua chưa có đủ tiền để làm cái cầu thang, phải mượn cầu thang có thể để không, sao không dùng cái tiền này để gắn cái cầu thang đi? Nó không có đâu sư phụ, để thầy phụ nhận cho con. Mà cái thái độ nó quỳ nó thành kính, tôi không muốn cầm được, thấy tội quá. Và lúc đó tôi đi rồi, tôi kêu thầy không nó đi rồi thì tôi giao lại cho thầy không, thì nó lại nó cầm lên gì với thầy không, tôi muốn cúng sư phụ sao không lấy. Nhưng mà cái thái độ mình thấy đệ tử họ quỳ một xuống, họ dâng tiền với tất cả trái tim, mà trong khi tại sao mà tôi thương xót, tại vì Minh Pháp bây giờ nó về hưu rồi, con Liễu Châu cũng về hưu rồi, mà nó về hưu tháng đâu có phải là nó là loại đại gia đâu, nó về hưu với cái lương rất là lương khiêm nhường. Mình nhìn thấy nó cúi đầu nó nộp,
với cái lần tiện động, trong khi đó nó không có đủ tiền chi phí cho con nó đang học nữa. Cho nên một vị thầy mà hiểu đạo rồi, nó mình xót thương. Như vậy mình đã đền đáp được, nó kính trọng mình như vậy. Một đứa con nó hiếu thảo như vậy, nó tôn sư trọng đạo như vậy, mình đã làm được cái gì để đền đáp lại? Cho nên Phật chúng sanh tán thường rỗng lặng, mà đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mà Phật với chúng sanh đó, là Đức Phật nói là tánh, Phật tánh đều rỗng lặng. Phật tánh của một ông thầy đó, nó kêu mình sư phụ đương nhiên phải rỗng lặng hơn nó. Tại sao nó rỗng lặng hơn mình? Phải không? À, đạo cảm thông, mình không cảm thông được nó thì mình không phải là thầy của nó. Cho nên cái đau xót của người mà hiểu đạo rồi đó, nhìn thấy đệ tử mà hộ vì với cái tâm mà thanh tịnh đó, tôn kính đó, thì mình nghĩ lại mình đã xứng đáng để được cái nhờ cái đó hay không. Còn có những vị thầy không hiểu đạo thì cái khoái đó nó ngu ha, cái đó nó nợ. Nhưng mà mình nghĩ lại nó là cái lợi nghèo mà nó làm cái nhà vừa xong mình vô mình ăn vị Phật, thấy viên cái nhà gia đình nó vô quỳ lại đó, mà đôi khi mình nhìn rõ tức là hết tiền rồi. Cho nên cái cầu thang không có, nó đi mượn cái cầu thang của thầy để không. Cho nên đau xót lắm. Thầy nói ra sẵn trái tim á, tụi con ở mọi vị trí thầy sau này nó phải thương được cái đó, phải không? Rồi bước xuống ở dưới thấy con gì mà cháu của Obama để nói nó giận nữa. Nó chạy lui chạy tới, nó chạy với con quản viên rồi lo đồ ăn đồ uống. À, nghe mình đi ngay mình nghe thôi, nghe được nói mình đi ngay đi chứ thường thường thì đứng ở ngoài để nghe nó nói nhau, con nó có gây lộn không, cái gì hết. Tại ông táo đi rồi, còn ông táo là tôi xuống tôi hỏi ông, mà vì ông táo thì tôi đang ở trên kia đang về hưởng thức, thì tôi nghe con kia nó không biết ngày mai đứng rồi mình phải đứng đâu cho nó thấy, mình phải đứng rất rất ngoài. Ê mày, ông sư phụ ổng ổng cho biết ngày mai còn gì nữa, tao đâu có biết, tao hỏi ổng rồi, ổng mới tới chiều mai tôi biết, chiều biết thứ hai còn không, không biết. Hai đứa nó bàn mà mình làm vậy thì duyên sao, hai đứa nó bàn mà thấy thương. Tại hồi xưa nó ở nhà vậy, nó làm chủ nhà hàng, con cháu của Obama nó làm tiệm neo đâu khen chuyện này, giờ nó vô làm nhà bếp, phải không? Cho nên mình thấy thương xót. Thương xót là sao? Mình ngồi trên này đó, mình nổi tiếng, mình được người ta kính, người ta trọng, mình được ăn trên ngồi trước, cái gì cũng là nổi là mình nổi. Nhưng mà không có những người này thì mình làm sao mà còn phát đây? Cho nên cái nỗi đau của một cái vị mà trụ trì một hệ thống mà kia đã hiểu đạo rồi đó, khó chịu lắm. Mỗi lần thấy một cái người mà họ trịnh trọng, họ run run, họ đưa cái bị thương, nó đo đau xót dễ sợ lắm. Tại vì tiền là đồng tiền là liền nắm ruột đó quý vị. Tôi nói là tôi dạy đệ tử đó, cho nên đồng tiền là liền nắm ruột. Nhiều lúc thấy con Thảo nó ký gì cái chết đó mà thầy khó chịu lắm. Trời ơi, tôi đã từng làm thử neo rồi, dù cho giỏi cách mấy gì nữa, không có người nào mà làm mà giỏi giống giỏi cách mấy cũng 40 phút một bộ phu xét. Còn nói láo, có một cái bà vô đây mà nói bà làm bộ phu xét 5 phút, tôi biết bà nó thuận lợi là nổ rồi. Thì tôi đã từng người neo, tôi đã làm qua rồi mà, giỏi lắm là cũng 40 phút thôi, ra cái xét nó đẹp. Mà nó vô đây nó quỳ, nó vừa tụng kinh vừa tạng, nó vừa làm việc cho mình, mà nó dân nó cúng những cái chết như vậy mình khó chịu lắm. Mình cứ mỗi đêm đó mình nhiều khi muốn làm biết cũng không có được nữa. Thì bữa nay mình phát nó cúng chịu đó rồi, thay gì á, ngủ tới 4 giờ vậy, xích lại là 2 giờ tụng 2 tiếng cho nó đi, thấy không? Rồi tụng cái là thêm một người nào sẽ vô cái nữa, rồi cái rồi tối này nhiều khi cả không ngủ được á. Thả mỗi một lần đi đi thăm đệ tử, thấy con Diệu Hiền á, hồi đó thầy cũng thấy nó làm chè, nó đem lên rồi nó treo cái bịch thường thường, nó treo lúc mà thầy chưa bị tiểu đường á, tức là mình phải uống nước với nguồn, phải không? Nó làm cho mình bị tiểu đường, hồi đó mình thương, cho nên tôi nghĩ tới ngày nay mà không đi thăm nó không có được, tới cái ngày đó là muốn chặn nó lại rồi. Nhưng mà cái thái độ mà thấy nó chạy lui chạy ra lúc thúc cái động á, nó trong, phải không? Nó trong là nó trong cái thái độ vô rồi, mình thấy nó nhí kinh mà nó rung rung, nó đưa lên. Thành ra mình nghĩ á, khi mình nghĩ tới người đệ tử vậy á, là thay vì mình trì chú tới đó mình phải ngồi mình trì thiền nữa. Trời ơi, nãy nó cái thành kính như vậy mà mình á không có đã. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, mình á là cái Phật tánh rỗng lặng, mình á là cái hư không, mà cái hư không mới chứa được những cái chúng sanh tánh, cái Phật tánh mới chứa được chúng sanh tánh.
mình lại phải mình chuẩn bị mình khai thị cho nó ngộ nhập Phật tri kiến, mà mình không ở cái Phật tri kiến mà mình ở lại cái chúng sanh để lợi dụng những cái căn sức của nó, cái đó nó đau. Cho nên nó là ngồi thôi giờ tụng chú thêm để hồi hướng cho Diệu Hiền cho nó chè ngon chút nữa. Rồi thấy tính tới cái nhà của bà Diệu Hạnh Điểu là ngưng rồi, nhưng mà nghe không nói, thầy ơi con tính chắc tới cái nhà này nhưng mà nghe cô Diệu Hạnh Điểu con rất trời ơi, con phải đi ra vô mới chờ 6 giờ đúng không con? Cho nên tôi nói thôi đi vô đi. Thì rồi quý vị tưởng cái chữ điệu này á là điệu hạnh, không phải. Điệu là bả là từ người tu, cô điệu á hồi xưa cái danh từ với bà sư cô trong chùa tôi là cô điệu, cô biết chuyện đó phải không? Mà cô điệu này đã ra đời rồi thì nó điệu người ta làm á, tôi kêu cổ là cô Diệu Hạnh Điệu, không phải là điệu là coi như là điệu hạnh kiểu với người nữ, mà điệu là một cô đã từng tu. Thế nên tôi bạch quá luôn, thấy cái thái độ bả lung sung lăng sang mà bả đứng bả chờ, mà bả cái tuổi mình thấy là nếu người đó là chị của mình, là mẹ của mình có để cho bả như vậy không? Cho nên tôi thôi ráng thuê nhà nó đi, nhưng mà tới cái nhà kia thấy người không có ở của mình, mừng quá để không có rồi được rồi nha. Cho nên là tụi con thấy khi mà hiểu đạo rồi đó, ngồi trên cái đỉnh cao của cái hệ thống này đó, thấy từng đứa mà nó đưa như vậy, cái câu kinh của Đức Phật dạy Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, nó là chúng sanh. Mình đó là ở vào cái ngộ nhập Phật tánh rồi mới ngồi đây mình mới giảng cho nó được. Mình là cái thằng pilot, mình đã đi training cho nó, thằng kia mới là sinh viên thôi, mà mình lại sợ chết trên thằng đó làm sao? Cho nên ngồi ở vị trí đó buồn mỗi lần thấy. Bởi vậy mỗi lần mà bên Pháp mà nó lủi lên mà nó cúi đầu nó dâng thương xót. Tối là sư phụ phải nghĩ cho con phải ngồi tụng 2 tiếng nữa đó. Xứng đáng. Giờ nó đệ tử của mình mà nó đã cái Phật tánh của nó là chúng sanh tánh, mà Phật chúng sanh tánh thường lẫn lặng, mà đạo cảm thông không có thể nghĩ bằng, mình không cảm thông mình không có xứng đáng để ngồi đây nhận cái đồng tiền này. Cho nên tụi con hiểu thầy nói cái gì không? Thấy tụi con á, thấy con Quảng Liên á mà nó chui vô nó làm như vậy, làm gì đi tả lại cái ơn này đi. Nó ngồi nó nghe pháp bằng cái nghe bà mà qua cái đường dây, được tiếng được tiếng mất, phải không? Có những lúc mà mình đang xỏ lá nó trên đó đó, mà nó lại không nghe. Nó không nghe được người khác, mày có nghe cái đó không? Chửi mày đó. Nó nhiều bài rất là tốt, chỉ cho mày cái đoạn đó. Sư hỏi con gái của Obama hỏi con nghe cái đoạn là xui chửi con, sao tự nhiên cái wifi nó đứt. Nhưng mà con cũng không có sốc giật quá, bà kêu nó mày phải nghe cái đoạn này nè. Tự cái bà nó không có hồ đồ mà mày bỏ cái đoạn này khi có thầy không nhắc tới mày đó. Cho nên hiểu đạo rồi nó ngồi đây nó rất là đau khổ, không có sướng gì đâu. Cho nên tụi con đừng có tưởng ngồi đây á mà vô minh á thì sướng lắm. Nghĩa là cái tha hồ mà lợi dụng á, tha hồ mà ốc lột cái niềm tin của người ta á, thì quý vị thấy băng lâm đội sừng. Còn mà thấy mà nó lủi vô vậy á, mà nhìn cái cầu thang mình biết mà, thấy không? Nó làm ở nhà nếu mà nó ngon lành thì nó đã có cầu thang rồi. Là người mượn cầu thang đâu chạy vô cái nhà chạy 2 tiếng mượn cầu thang cái nữa hết. Thì mình phải bò lên. Mà nó cái bất tiện nó thì nó đưa làm cầu thang mình biết không có tiền. Tức là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cho nên từ Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng nha. Nhưng mà nhìn lại con mình có xứng đáng làm thầy không? Vì trong khi đó mình ngồi ở đây mình nói là với cái vị Bồ Tát cái tâm này mà tâm mình không tương ưng á, nếu không có là ứng túng, tương ứng với nhau, là xứng đáng tương ứng với nhau, là ứng túng. Cái chữ ứng túng là nó kính trọng mình cỡ này thì mình phải trả lại với nó bằng cái đó, một kiểu là ứng túng, nó gọi là chánh niệm tri. Cho nên là hiểu đạo rồi ngồi trên đây đau khổ lắm. Cứ cho nên là người mà hiểu đạo rồi không làm, muốn làm biết không được. Thầy thường ở trên Youth Center. Trong này có một người đệ tử biết thầy thường nói chuyện với người đó, người nam nha, thì nói người nữ tưởng là chắc là tò tiên tò tí vậy. Cỡ 4 giờ nó dậy nó đi làm. Đứa này nó dậy là thầy bên đó, và 2 giờ thầy nó nói chuyện với nó. Là sao vậy? Nói để cho biết, không phải là sư phụ ở một mình mà sư phụ sung sướng đâu. Ở một mình càng ngồi càng lắng lại, càng kiểm soát lại cái hệ thống này. Thấy không? Càng thấy công
cái mùa dịch mình các chùa người ta điên đảo người ta kiếm tiền thì ta đi không có. Mình trong mùa dịch mình không hoàn pháp được, mình bế quan cỏ cạn mà tiền người ta vẫn gửi về, vẫn gửi về. Ông Thiện Không á, ổng nhiều lúc ổng rung lên, ông rung với ông Thăng với Thượng Vệ, hết tiền phải gọi sư phụ mà tự động vừa Thăng như vậy là mấy ngày có người từ chỗ khác là gửi chắc rồi. Cho nên sư phụ là tuyên tiền đối vào cái hàng hộ pháp, mà hàng hộ pháp biết mình thiếu tiền để gửi thì hộ pháp có biết mình làm bậy làm đúng không quý vị? Biết không? Cho nên tụi con đừng có, khi mà tụi con á biết rằng có một cái hàng hộ pháp ở sát đây tụi con rất là khổ. Cho nên lúc đầu á, hồi mà tôi chưa ra làm cái hệ thống này, tôi còn mang tên ông thầy núi á, tôi sướng lắm, không ai biết người là ai hết á. Rồi lúc đó mỗi một ngày á, một tháng tôi sử dụng có 20 đồng, tôi nợ có một cái bà đó ở trên Seattle, ở huyện cúng dường tôi cả đời, nghe cái băng đó chưa? Con nghĩa là con sẽ là phát đại bồ đề tâm kiên cố, con sẽ nuôi thầy cả cuộc đời. Bây giờ thầy nói thì giá bao nhiêu cho nó? Dạ 20 đô một tháng. Nó nói vậy được, con sẽ dành, con đi dành hết cái công đức này. Cho nên hồi đó là 20 đô tôi mua được 4 thùng mì gói, được chưa? Mì mà mì hao hao á nó rẻ hơn chứ phải là mì tôm của Đài Loan. Mì hao hao là cái hãng hao hao là cái hãng của Việt Cộng á, thấy không? Mà ăn vô nó hao mòn sức khỏe đó, cái chữ là hao hao, hiểu chưa? Hảo hảo nhưng mà tôi kêu là hao hao, tức là ăn vô rồi là tự nhiên nó thấy khó tiêu rồi đủ thứ. Mà cái mì đó nó bỏ quá chất nhiều cho nên nó thay vì cái mì của Đài Loan á, mì Nhật ăn một tô thì á nó đói, còn mì đó ăn một tô thôi là nó no tới 2 ngày, tại vì nó quá chất nó nhiều cho nên tôi kêu là mì hảo hảo mà là hao hao. Cho nên á thổi lắm, muốn ngủ là ngủ, muốn ăn là ăn, tại mình nói ôi nợ bà này có 20 đồng tháng, đấy là một ngày chưa tới đồng. Thì chưa tới đồng tu tu đồng là tại mình trả lời rồi, thấy không, là mình cho bả được 10 đồng. Cho nên lè phè không ai mà kiểm soát mình. Từ khi lặn xuống có cơ sở làm ăn rồi cộng trừ nhân chia, một tháng này cả cái hệ thống mấy chục ngàn đô la, thì hỏi mình có xứng đáng với mấy chục ngàn đô la không? Để thử là mày mình lãnh đạo hết. Người ta đổ tiền cho người ta cúng là gì mình chứ không phải là gì, thì không phải là gì mấy cô hồng trụ hồng gì hết á, vì tôi nè. Cho nên á khi tụi con ngồi ở chỗ này không sung sướng đâu. Rồi á ngày hôm qua đó là cách đây mới 2 ngày, cái chồng của cô bác sĩ này về hưu đó, ông lên chào sư phụ. Tôi biết mấy ngày không thấy con, tôi nói sao không thấy sao kỳ vậy con á, mình già rồi đó mà ỷ còn thanh niên á, nhảy sao làm cái điểm què dò rồi. Thì nó mới lớn lên tôi nghĩ, chứ là tôi nghĩ là ông cũng không có để ý cái gì hết. Cho tới khi mà tôi đi ra ngoài cái tháp Địa Tạng thì bác Thiện Tâm, ai đó một người đi bác Thiện Tâm nói nhớ không, cái ông đó là vợ chồng ông đó, cái tháp Địa Tạng này đó, động lực á, mình thiếu tiền lúc làm cái đó là vợ chồng tôi đổ vô, thầy biết không? Mình mới có tôi hỏi vậy hả? Khi nói vậy rồi là ông hại tôi Thiện Thanh. Tối tôi ngồi tôi phải trì chú, tôi hồi hướng cho ông. Ông cho bác sĩ mà chồng bà bác sĩ về dọn. Tôi quên. Bác Thiện Thanh nhắc tôi mà, phải không? Ông nhắc tôi là ông hại tôi, tối không uống được nữa, tôi phải làm tiếng cho ông nữa. Tôi nói bây giờ làm cho ông Minh Pháp Liễu Châu xong rồi, làm cho Diệu Hiền rồi, làm cho bà Liễu rồi. Bây giờ còn ai nữa, tôi ngồi việc lại. Còn ông bắt chồng bà bác sĩ về khu. Trời ơi, ông cứu số tiền đâu có nhỏ quá vậy. Cái đó thì em nhắc lại, cái tôi nhớ lại là không ngủ được luôn, thấy không? Sao vậy, mình tu mà sao vậy, mình tu chắc không có đàng hoàng. Cho nên cái ông này ông cứu vô cái tháp Địa Tạng nhiều như vậy mà ông nhảy sao mà ông về rồi, chứ còn mình tu mà không có trong sạch, thấy không? Sao bây giờ, tức là thôi bây giờ cúi đầu xuống hướng lên hòa thượng con, cái ông nhẫn cúng cỡ đó ông làm cái tháp Địa Tạng vậy đó mà con tu chắc không có trong sạch hay sao, xin sám hối để cho ông mau lành cái chân, lành cho ông rồi vậy thì tối nay tôi ráng tôi làm tiếp nữa cho ông mừng. Tại vì ông cúng cỡ đó mà ông còn bị nhảy què dò rồi, thế là tôi nghĩ cho tôi, cho nên hiểu đạo rồi đó. Những cái lời dạy này là sở dĩ bây giờ có ông Thích Thông Lai này phải cảm ơn Hòa Thượng Huệ Thành.
Tại ngày xưa hồi đó chùa không có đối điện. Quý vị biết ông tỉnh trưởng Hoàng Mạnh Thường không? Tỉnh trưởng Đi Hoàng nghe không? Ông mặc có cái tên là Hoàng Mạnh Thường, cái thời đó năm sáu mấy. Chùa mở cái giới đàn lớn quá, mà chùa hồi xưa là đốt đèn mang sông thôi, quý vị hiểu không? Nó không có đủ mà phải bơm đèn mang sông, đổ dầu vô là bơm bơm. Giờ biết ai biết cái đèn mang sông không? Dạ biết. Thành ra cái đèn đó là sáng nhất á. Thì ông tỉnh trưởng Hoàng Mạnh Thường, rồi sau tới thường Hoàng Mạnh Thường là tới ông Mã Sinh Nhân, tụi con biết không? Đó là những ông tụi con biết cái tiếng đó. Ông mới chở qua cho một cái máy đèn à, ông chở qua cho một máy đèn để mà của quân đội Mỹ á, để mà bỏ vô cho chạy. Thì ai cũng mừng hết. Hòa thượng Huệ Thành lúc đó bình thường là mình thị giả cho ông, nói sao bữa nay hòa thượng không ngủ. Ông nói nè, hồi xưa đó mấy cái ông cả cũng làm cúng cho mình hai cái đèn mang sông á, thì hòa thượng á 4 giờ dậy. Bây giờ nguyên cái ông tỉnh trưởng cúng cho một cái máy đèn này mà chạy sáng hết cả cái chùa mình tới 100 cái bóng đèn đó con. Hòa thượng đâu có ngồi được, tại vì hòa thượng ông cúng nè. Cho nên hòa thượng bữa nay phải thức khuya thêm 2 tiếng để trì, để hồi hướng cho cái ông tỉnh trưởng mà bình thường này. Ông hồi hướng làm gì? Tại vì ông tỉnh trưởng ông cúng mình cái máy đèn mà vài bữa giờ ông vô nói là ông đi đánh trận ông chết rồi, hòa thượng tu sao? Tôi nói con nhớ sau này con có ngồi cái chỗ hòa thượng con phải biết cái này. Rồi cái đêm nào cũng vậy, thấy hòa thượng cứ thức khuya hoài. Sau cùng cái thì hỏi tụi con hỏi bây giờ làm sao hòa thượng cứ lớn tuổi rồi mà hòa thượng cứ 4 giờ trong khu thì hòa thượng tụi con nó 4 giờ lên đại hồng chung, mà hòa thượng giờ 2 giờ hòa thượng vẫn còn ngồi thiền, còn ngồi niệm Phật. Thì hòa thượng mới có rồi để muốn, nhưng mà để hòa thượng đang nói với một số mấy người trong làng mua dây, họ mua dây thì mua dây điện á, hồi đó dây điện á, rồi chia hết cho trong cái số, cái công sức cái máy đèn này nó chạy được 1000 bóng, một cái căn cứ của Mỹ giả chiến nó kéo lại để nó chạy tiền đồ mà ông tỉnh trưởng kéo cho mình, giờ muốn cho hòa thượng mà ngủ cho nó ngon đó, giống như mọi lần, tức là không có thức khuya đó, thì phải truyền hết điện cho mấy bà con trong làng. Rồi sau đó hòa thượng nó đi nhờ người này người kia để mà kéo động, mà ông hoàng thượng hoàng thượng ông nghe như vậy, ông lại chở điện lại cho thợ làm nữa, cho công binh là khác nữa, cho hòa thượng không chịu. Hòa thượng nó để đó, ông làm được tôi không có ngủ được nữa. Sau cùng là đưa đi chiền hết điện trong làng. Thì khi đó đó tới giờ hòa thượng tụng kinh á, chạy mấy đèn lên á, là các người ở trong nhà đó, thay vì hồi xưa lúc về dầu họ không có ngủ được, tới giờ sáng lên đó là họ dậy hết. Hồi đó không có wifi, nhưng mà cái giờ đó đèn sáng lên là tụng kinh hết. Thì cái đó là phần đúng là đây mới trả được cái ơn cho cái ông tỉnh trưởng ổng cúng cho mình cái máy đèn đó. Thành ra những cái tư tưởng này thì cũng được hòa thượng Huệ Thành dạy cho sư phụ từ hồi còn chú tiểu. Nên thì tụi con không có lạ gì mà tại sao sư phụ thường khen cái vị thầy đó, cứ nhắc hòa thượng Huệ Thành. Nếu mà ổng không dạy mình như vậy lên đây mình sẽ là tội đồ của Phật giáo. Tội đồ của Phật giáo, tại vì ông kêu thầy lên ông nói. Trong 40 đệ tử của ta đó, ai mà muốn không tu là cho ra hết. Nhưng mà con á, con biết là trong cái dòng pháp của mình, sư chú, sư bác được học là đuổi con đó. Nói anh mà anh nhận cái thằng thông tai này đó, sau này đó là anh bán chùa mà đời không được đó. Ông nói được rồi, học lại tôi biết mà. Đuổi thằng Song Lai này, cái thằng Song Lai đó, nó nhiều cái ma tánh, nó lanh lợi, nó quá khôn ngoan, mà nó để cho nó ra ngoài đời á thì nó tàn phá bao nhiêu người khổ. Cho nên ai đuổi những thằng kia đó, tại vì những thằng kia nó hiền lành quá rồi, nó không cần ở trong vòng tay của tôi. Còn thằng Song Lai phải ở trong vòng tay của tôi. Và tôi nhớ gì về vậy đó, cho những đệ tử tôi mà phạm lỗi là tôi nhớ lời hòa thượng. Những người này mà đưa ra ngoài đó sẽ còn hại hơn. Cho nên có những đệ tử mà đâm sau lưng tôi mà thầy không có, tại sao vẫn giờ này vẫn cho, con không muốn cái người đó có mặt ở đây nữa. Sư phụ mới nhớ lại lời hòa thượng Huệ Thành, ngày xưa mình cũng loại đó, bao nhiêu người họ phải đuổi mình. Mà hòa thượng nói mấy người kia có ra ngoài đó, họ không có hại cho ai, họ không có hại cho đại chúng. Còn cái thằng Song Lai này nó ở đây với tôi á, thì tôi vẫn phải giữ nó, cho nên ai đuổi nó tôi không chấp nhận. Đuổi hết 439 kia nhưng mà tôi giữ là thằng Thông Lai. Vì cái thằng này đó
nếu mà tôi làm đúng thì sau này nó sẽ lợi ích, mà tôi thả nó ra đó thì thằng này nó bám trời không mà tương lai. Quý vị thấy sư phụ hiền không? Nếu mà sư phụ không đọc vào tượng của thằng hiền không, cỡ tụi con thầy bỏ muối thì nhai hết á. Cho nên á, có những thầy thì thông, cái người này đã phản rồi tại sao mà vẫn có mặt đây? Thầy thông ơi, người này hỏi vô đây họ vẫn tụng được thời Lăng Nghiêm, vẫn gieo được cái duyên với Phật. Tôi nói về cái gì hiểu thầy thông không? Người đó là phản gì mà phải đuổi? Không đuổi được thầy thông ơi, tại vì sư phụ nghĩ là mình ngày xưa nếu mà đuổi ra rồi thì giờ này đâu có ngồi đây để mà trả nợ cho chúng sanh được. Cho nên khi cuộc đời mà tu hành á, thấy những vị thầy á, họ ngồi trên đây rồi họ lợi dụng Phật tử, họ dạy những cái mê tín để mà họ lấy được những cái lợi hiện giờ, nhưng họ không nghĩ những cái đó, họ sẽ trả bao nhiêu kiếp, trả kinh khủng lắm. Cho nên mỗi lần mà thấy cái thái độ mà khúng núm của một người đệ tử như gia đình của Minh Pháp, gia đình Pháp là thầy thấy khó chịu. Mình ngồi đây mình mua pháp cho nó, nhưng mình đã bằng nó chưa? Mình ngồi đây mình là cái muỗng để mà hút thuốc cho nó uống, mà nó lại là thành Phật, mà mình vẫn là chúng sanh. Phật cái chúng sanh tánh thường rỗng lặng, Phật tánh của mình ở đâu mà để cho nó như vậy, lợi dụng nó vậy đó. Trong khi đó là nó không có cái cầu thang, trong khi nó về hưu, thấy không? Cho nên cái đau xót của sư phụ là cái đó, đó. Thành ra khi mà tối ngồi hoàng quần lại một cái, nghĩ lại cái là thấy việc mình, thấy không? Việc mình. Rồi bây giờ rõ ràng lắm. Thấy thằng Quang này, nó vô đây nó làm, nó phụng sự đủ thứ hết rồi. Rồi Tết này tôi làm là tôi chỉ sàng có 2 bộ thôi. Mấy kia tôi không làm, tôi dành sàng xá lợi có 2 bộ thôi. Một bộ cho ba của Quang và một bộ cho má của Thảo. Còn cái khi tôi dồn hết vô trong phần để tôi thắng thì cái lực của đại chúng. Rồi tại sao tôi nhận 2 người này? Tại hai người này đó, tôi giao cho họ xây cái tường cái móng họ đã làm rồi, cho nên tôi chỉ là ghé nhẹ. Còn bây giờ nó mà cứ bào mòn mà cứ thì họ cái ý đi, họ ý lại, họ không tu, họ giao cho tôi đó, thì đương nhiên nó tôi beo quá tôi sẽ chết. Thì năm nay có nhiều người hỏi tôi không, năm rồi tôi làm để cho quý vị thấy cái thần lực của bậc tâm không thể nghĩ bàn. Nhưng năm nay tôi chỉ làm có 2 người này thôi, và trong cái gia đình mà của con Liễu Châu đó, nó đem một số đó. Liễu Châu có đây không? Không, con của Quệ Châu chứ. Con là đưa tất cả là mấy hũ, thầy biết con với mấy hũ? 5 hũ mà con tu được. Bây giờ mỗi một hũ là 6 tháng, 6 x 5 = 30, con tu được 30 tháng chưa? Mà ba là 6 tháng, được 6 tháng chưa? Chưa, hiểu chưa? Cái đừng có nói là thấy bây giờ tôi cứ tính theo cái đó thôi, một hũ là 6 tháng. Nó công bằng. Cho nên từ tôi làm. Cho nên cái vấn đề beo và bon này á, nó phải nghĩ tới đại chúng. Còn Quang với Thảo là nó đã rõ ràng rồi. Cái ông này á, là tôi đợi 6 tháng ông chơi 5. Mà nó, quý vị thấy cái khổ là nó vẫn có người yêu. Mà nếu mà nó chạy về cái thế gian á, thì nó đã đâu có cần sinh tự gia hạn hợp đồng từ 6 tháng lên 1 năm. Cho nên cái vấn đề mà Hồng Quang nó chạy theo cái đường ái dục tôi chuyện, tại vì nó là người tình nguyện. Nếu mà nó muốn về thành phố để đi chơi với vợ con nó thì nó đâu có cần xin nữa là ở trong tiền đồn để mà đất giặc. Nó xin đi phép. Tôi chỉ cho nó là 6 tháng mà nó nói là nó ở lại chiến trường để quên tạc diện cộng thêm 1 năm. Thì cái người này cần canh không quý vị? Không canh. Có nhiều người nói quá đẹp trai mà thì không có giữ cái gì, giữ cái gì? Tôi ra lệnh cho nó đó, ở trong tiền đồn đánh chặt với ma quân, giúp mấy bà già chống ma sanh tử, chống ma phiền não. Tôi xin nó có 6 tháng mà nó con tình nguyện ở lại đây để chiến đấu chống ma phiền não, chống ma ngu si, chống ma ái dục. Nó tình nguyện là cần gì canh nó nữa? Lính là lính tình nguyện á, chủ lực quân đó. Cho nên á, mình nhìn mình biết. Một con Thảo này đó, tự nó chứ,
Mới còn nói câu này mới mốt con á còn tu nữa, chứ không phải là ba má sao mà con tu cho con, phải không con? Thì những người nói như vậy là tôi dựng chồng rồi. Nó lên nó tụng một thời, mình đây mình chương trình làm mình có hai thời, tại vì nó làm thêm ba thời, bốn thời, ai được hưởng đây? Chủ quyền mình được hưởng. Ông thầy thông ông nên nhớ. Cho nên nhờ nó tụng về chủ quyền họ mới thúc đẩy. Hồi xưa đó không có ông Thảo tụng thì chủ quyền thúc nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ nó tụng nhiều chủ quyền thúc con cháu gửi chết về thì không cũng khỏi lo. Thì ông không có nên bắt nó làm là vậy đó, để cho nó tụng. Có hiểu chưa thầy không? Rồi. Bởi tôi không cho ông làm là tại vì để cho nó tụng. Nó ra nó là nó lót viên gạch, nó lót viên đá với ông á, thấy không? Đâu có bằng chủ quyền nghe thì kinh chủ quyền thúc tôi chỏ ra bên Việt Nam đẩy qua cái có một cục rồi. Hiểu chưa? Nói giỡn mà chơi với thì con khi được con hiểu đạo rồi đó thì cái cuộc ngồi đây không có sướng đâu, cái ngồi vị trí này mà đứng với một cái người mà để tưởng Phật không có thời gian để ngủ. Hôm qua tôi mỗi tối trước khi ngồi tôi review lại coi bữa nay mình còn cái nợ nào cần trả, thấy không? Hồi đó mà con Quảng Liên chưa vô trong nhà bếp thì đâu khe, rồi Nguyên Lập chưa vô cũng khe, bắt đầu cộng trừ nhân chia rồi coi bữa nay mình giảm pháp như vậy đủ chưa, đủ ha, đủ thì có thể ngủ thêm được, không đủ phải làm. Hôm qua cái tự động lên ngồi nồi cái bác thiền tâm chiều tôi khác tướng mạo này té tôi quên hẳn cái chuyện đó, cái hồi xưa đề tài bác thiền tâm nhớ không, nhớ gì không, cái pháp đề tài hồi đó đó mình làm không có đủ tiền tính làm cặp này nó đổ vô đó, mình đừng có động lực đẩy có cái này nè. Rồi mở ra sao mình quên lâu quên ha. Cái tối về ngồi lại, chết cha rồi, nó cúng về đó. Mà sao nó còn bị què giò. Tức là mình tu không có đàng hoàng. Lại sống hối. Giờ tụi con thấy hiểu như sư phụ rồi nó sướng không? Không sướng đâu tụi con. Nhưng mà giờ nói sớm nó không đứa nào đứng lên đi ngồi hết. Thấy không? Cho nên tụi con ráng mà trưởng thành đi. Sư phụ là một cái loại quậy phá dễ sợ con mồ côi mà sống còn trong cái ký nhị diện của Phật giáo. Cho nên nó tạo cho mình những cái mà để mình sinh tồn. Cho nên thầy có những cái nghĩa là quậy phá trong chùa. Cho nên là hòa thượng tất cả các cái gì mà sư thúc sư bá đều nó lỗi thầy ra. Họ bị biểu phế chỉ của hòa thượng đó. Nó cần phải ở trong vòng tay của tôi. Còn những đứa khác nó hiền lành, nó mấy ông đuổi đuổi sao? Mấy đứa hiền lành, không kêu tại sao thằng kia phạm một lỗi nhỏ mà đuổi cho lỗi nó, tại vì nó lỗi nhỏ nó ra ngoài nó cũng không có tạo lỗi lớn được. Còn cái thằng này mà đuổi nó ra khỏi vòng tay của tôi á, nó bám trời không ngồi thiên luôn. Hỏi sao bám trời? Tôi đã dạy nó tụng kinh giỏi. Tôi dạy nó thuyết pháp giỏi. Nhưng mà nó thuyết pháp không phải để mà sai thị ngộ nhập Phật tiên kiến. Nó thuyết pháp để mà nó mượn đạo tạo đời. Ông có biết không, tôi á, tôi mà chết rồi á mà tôi để lại một cái thằng này là tôi không biết tội lỗi tôi cỡ chừng nào, cho nên ông thương tôi đừng có đuổi thằng tham lai này. Cho nên những đêm mà thầy nằm lại, thầy làm bế một cái bình rất quý và thượng nhào là ôm liền phỏng không con, lột cái áo là có phỏng không, tôi kêu mấy ông kia cái đồ này là phải đuổi nó đi, cái bình này nó là cái vật có tướng là nó đồ hư vật vọng đó, cái bản chất nó là quyển, bản chất nó là cái gì có tướng là sẽ bể, còn cái tướng này nó không bể, nếu nó là hột sòn thì quăng cái đấy còn không bể. Nhưng mà thằng tham lai này nó có một cái là gì, vô tướng là Phật tánh nó, cho nên tôi quý cho Phật tánh nó hơn. Cái bình này ông chữ liền, ông nói rõ một câu, cái này là đồ, nó bản chất nó là quyển, cái gì có tướng là nó bể, cho nên nếu mà nó là hột sòn thì cũng quăng cái đấy không bể, thì nó có bình hột sòn á. Mà cái bình hột sọt không bể thì đâu có lao nó. Mà vậy cái bình này là cái bình đồ gốm, là nó của vua Thành Thái. Cho nên ông tự đặt cái bản nhã nó lên cái đó. Thì mấy ông tu là gì, mấy ông đặt cái bản nhã lên, ông phá ngã dùm cho tôi đi, để tự nó phỏng không tính. Mà tính cái bình là sang từ đó là thương liền. Ngồi nghĩ lại, bây giờ quý vị thấy những bậc cha mẹ, chứ cha mẹ ruột á, thấy con bị phỏng là nhào lại có phỏng không con, còn cha mẹ ghẻ là lo cái bình. Tôi không hiểu. Cho nên từ cái dạy dỗ của vị thầy nó tạo ra cho mình những cái mình chấn động. Cho nên sau này đó là thầy, khi mà thầy không mà ổng bị vào cái cảnh đó là thương quá, thì tôi để nó để ổng vô để đi một thêm vài bữa thôi cho ổng giải nghiệp thầy. Chứ nói sớm quá thì ổng, thầy không có nói gì, để cho ổng sợ, để cho ổng sống trong địa ngục đi.
tụi nó không được, thế tội quá, thầy nó gọi qua thì đừng có buồn nha, giờ này nghe nói con nó ra con ngồi canh ăn trộm ở ngoài thời tiết này, nó xài chưa hết tiền đâu con, tiền nào xài hết ra rồi mới vô chứ, tội nghiệp, không có ngủ được, cứ chạy luôn chạy tới canh. Cho nên nó tụi con ơi, không phải sư phụ làm khó tụi con để test này cái kia, nhưng mà nói cho tụi con, những lời nói của sư phụ tụi con có hiểu sư phụ đối với tụi con sao chưa? Cái cảnh tụi con mà không nói được tụi con không hiểu, thấy nó ngồi nó sụp xuống nó lại với cái tâm thành kính, mình có ứng cúng với cái tương đương cho Phật với chúng sanh, tánh nó thường rỗng lặng như vậy chứ, hay là nó là rỗng lặng mình là đục, đạo cảm thông không thể nghĩ bằng. Tụi con tụng cái câu đó có hàng ngày không, giờ hiểu chưa? Bây giờ tụi con hiểu rồi, tụi con sẽ tụng tới đó, tụng tới đâu nó nhức nhối tới đó. Cái lưới đế châu á, dí đạo tràng là ông trời đế thích ông có cái lưới. Mà khi mà tới ngày mà ông đi họp á, ông quăng cái lưới đó ra là tất cả những cái vị quan viên, các vị thần, khổ thần thì phải về họp cho ông hết, để bàn về những cái ngày dưới này, cái cõi Nam Diêm Phù Đề này nó tội nhiều hay phước nhiều. Nếu mà cái vùng nào mà như cái vùng Tàu Cộng á, thì nó xảy ra những cái chuyện mà tàn phá nó đi, nó ra liếc rồi đó, những cái chuyện mà bảo luật sư ta là ác thần ở nhiều, mà những cái vùng nào tu hành nhiều thì thiện thần nhiều, thì ông trời để thích cho nên lưới lế châu dí đạo tràng. Thì con nghe câu đó không, là ông trời không có cái lưới, ông tung một cái là ông trùm hết luôn cả cái cõi địa cầu của mình đây, bốn cái quả địa cầu này, ông kêu tất cả vị thần về báo lưới lế châu dí đạo tràng là cái gì nữa, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới lế châu dí đạo tràng là gì nữa, mười phương Phật, cái gì nữa, hiện hào quang sáng ngời. Người của Phật là ai? Tụi con là những vị Phật đó. Hiện giờ đó sư phụ đang phóng quang và tụi con cũng đang phóng quang đó, đừng tưởng Phật phóng hào quang đó, cái trí huệ là vô lượng quang, là phóng quang lưới đế châu dí đạo cà, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Bây giờ chư thiên nhìn xuống cái đạo tràng này, thấy thầy cũng đều phóng quang, tụi con cũng đều phóng quang, và những người mà đã đảnh lễ sư phụ, nghe được những cái sự biết ơn của sư phụ đều phóng quang, hiểu chưa? Rồi cái gì nữa, trước bảo tọa lúc đó mà quỳ xuống thân con ảnh hiển, cúi đầu xin thệ nguyện quy y, là không phải là quy y Phật tánh này, mà trở về dưới cái Phật tánh của con, hiểu chưa? Giờ hiểu cái câu đó ha, có nhiều cái tụng như con két á, nhưng bây giờ thấy hay không, lưới đế câu gì không ai hiểu lưới đế câu là cái gì, ông trời thích ông có cái thần thông, ông coi 32 cõi trời, bắt đầu ông dung cái lưới lên là cách lưới đế châu dí đạo tràng, nó có những cái hạt châu lưới đế châu, cái lưới của ông trời đế thích, mà mỗi một cái mắt lưới đó nó là có một hạt châu, nó chiếu sáng là hết, là tất cả cái vị trời ở các nơi đều ngưng ăn chơi về, thấy không, lưới đế châu dí đạo tràng. Rồi cái gì nữa, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Cái sáng hết rồi tôi không thấy, chư thiên nhìn bữa nay là thấy sư phụ cũng phóng quang, mà tôi con cũng phóng quang, tôi còn thấy không, trước bảo tọa, lúc này mới là bảo tọa, thân con ẩn hiện, có cái ẩn và cái hiện, cái ẩn là Phật tánh, cái hiện là cái gì, cái thân tứ đại, cúi đầu xin thể nguyện quy y. Quy y cái gì? Là tự trở về với cái ông Phật của mình. Thế nên tụi con mới hiểu những cái quyền nghĩa của kinh, nó kinh khủng lắm, những lời kinh đó tụng như con cát. Nhưng bữa nay tụi con tụng tụi con thấy rồi, hồi đó ai cũng biết cái câu đó, nhưng mà không hiểu tại sao. Rồi.